Rồi, ok, hiện tại hôm nay mình được tham dự một chương trình lái thử của Mitsubishi do người bạn mình mời đến tham gia. Thì trước mình, mặt mình đây là một chiếc X-Fox. Chiếc này đối với mình lần đầu tiên mình nhìn thấy là nó đẹp và nó thể thao, nó khỏe mạnh, nó khỏe khoắn nữa. Ok, đó đầu tiên thì là cái ngoại thất. Các bạn có thể nhìn thấy là chiếc này thiết kế nhìn nó tương lai. Rồi ra phần đằng sau. Ok, thì ở phần thân xe, nếu mà cái lần đầu mình nhìn ấy, thì cái phần đuôi này nó hơi mềm mại một tí, nó chưa được khỏe, nó chưa được vuốt hẳn lên. Nhưng mà thực ra này xe này giá nó cũng là bình dân, nên là cái điều đấy là điều cũng chấp nhận được, mình không đòi hỏi. Đó, thì nhìn lâu thì nó cũng thấy ok thôi. Ra phần đằng sau này. Ra phần đằng sau thì cái đèn hậu đằng sau nó cũng có thiết kế như cái đèn đằng trước. Đó, nó cũng vuốt như này, cũng nhìn cũng đẹp, đối với mình, mắt mình là thấy đẹp. Nó nhìn cái đuôi này nó cũng trong tương lai, nhưng mà nó cũng có vẫn có những cái đường nét gì đó mềm mại mà phù hợp với người dùng bình thường. Đây thì đơn giản vậy thôi, chiếc này nhìn thể thao và đẹp, nên là đối với mắt mình thì mình thấy ưng chiếc này, tại vì mình là một người đam mê thể thao, mình thích sự thể thao nên là mà thích cả đẹp nữa. Đó, nhưng mà chiếc xe này động cơ 1.5 thì nó cũng vừa với người dân những con đường của Việt Nam. Nên là hôm qua mình vừa xem thì có một clip bảo đề cập đến là việc ông CEO của Mitsubishi đã qua Việt Nam để nghiên cứu cái điều kiện thời tiết và thị trường ở đây, thì và đã ra mắt chiếc xe này. Đó, thì chiếc xe này vừa đẹp, tại vì người dân Việt Nam người ta sẽ thích đẹp mà, thích đẹp với thể thao. Động cơ thì 1.5 là vừa đủ để chạy trong thành phố, chạy đường Việt Nam. Thế nên là vì sao chiếc này hiện tại đang là một chiếc bán chạy trong phân khúc SUV hạng B. Đó, thì tí nữa mình sẽ chạy thử chiếc này để xem cảm nhận của mình sẽ như thế nào. Về phần nội thất thì lần đầu theo mắt mình thì mình thấy là nó đẹp và nó thiết kế ok. Nói chung là một chiếc gần 700 triệu thì như này là vừa đủ. Rồi, thì mình vừa mới, bạn mình vừa mới bảo rằng khoảng sáng gầm xe là 222mm, còn cao hơn cả chiếc Triton kia. Chiếc Triton kia thì nó là 220mm thôi. Đó, thế có nghĩa là chiếc này gầm cũng khá là cao. Có nghĩa là, đâu, nãy bạn bảo gì để nổ máy từ xa? Giữ start hoặc engine tôi cũng không nhớ là cái nào. Mở khóa trước á. Mở khóa, là khóa cái chưa? Mở khóa cái giữa, bạn nhìn là nó mở là trên kia bên ngay mà. Rồi bây giờ mình sẽ thử đề nổ từ xa của chiếc X-Fox. Hai mình bảo là giữ yên tĩnh này thì giữ thử xem. Nổ rồi sao nhỉ? Để ra. Chưa. Mình giữ thử start này. Mình sẽ trải nghiệm chiếc xe này. Và đây là phần nội thất của chiếc X-Fox. Đó, thì để mình nổ máy đã. Ok, đây là màn hình. Phần màn hình gọi là, cái phần màn hình này mình nhìn giống bên Ford này. Ford, mấy con Ford F-150 các thứ này. Đó, nhìn kiểu rất là trông thể thao, khỏe mạnh. À, chiếc này vẫn là ghế chỉnh cơ. Nhưng đây là chắc là bản premium luôn. Ghế chỉnh cơ nhưng mà cũng không sao. Đây là cái bản đồng hồ đo vòng tua này. Đo độ tăng tốc acceleration, fuel economy. Phần điều hòa thì nhìn nó cũng thiết kế giống với con Cross. Con này đang để auto hold à? Vị trí đằng sau. Quay đầu nè. Mình nghiêng về đầu 5m2. Ok, rồi đây là mình đang chạy ở mode normal. Chiếc này thì có mỗi một
Môn nào mồ và 3 môn còn lại là chạy đường ướt, đường trơn trượt với đường đất đá thôi. Nên là trên này nếu mà chạy đường nhựa thì chỉ có chạy normal. Xem có sensitivity nào. Sensitivity cảm giác góc này một người 1m6 ngồi này thì nhìn được cái phần nắp capo cũng ok. Đoạn này mình mở nhạc nghe thử, nên mình sẽ tắt tiếng vì nhạc bản quyền. Về phần âm thanh thì đây là lần đầu mình tự bật la và tự cảm nhận trên một chiếc ông tô. Âm thanh nghe ổn, đủ hay đối với một người cũng hay nghe nhạc như mình. Còn về cảm giác lái thì đây là một chiếc xe được trang bị vô lăng trợ lực điện, nên đánh lái cũng nhẹ, cảm giác đánh lái mượt. Chiếc này được trang bị hộp số CVT nên khi mình chạy sẽ có cảm giác như một chiếc xe tay ga. Động cơ 1.5 vừa đủ chạy trong điều kiện đường xá Việt Nam. À, trên chiếc này khi mình đạp ga thì khá nhạy, không như chiếc Xpander cỡ rót mình vừa test lúc nãy. Khi tăng tốc đột ngột trên chiếc Xpander thì sẽ bị mất một khoảng thời gian ngắn để xe về số rồi mới có thể tăng tốc được. Hoặc là do chiếc Xfusi này trang bị hộp số CVT nên đạp ga sẽ nhạy hơn, không phải về số như những chiếc xe hộp số bình thường khác. Ok, thì đây là offset lốp của 4 bánh xe. Cũng hay, cái này thì mình có thể kiểm tra được offset lốp để mình phòng trừ những trường hợp để an toàn hơn. Rồi vậy thôi, còn cái này thì được cái có màu hơn là con Xpander. Nhìn có vẻ xịn hơn. Mặc dù giá tiền không quá cao nhưng mà nhiều đồ xịn đấy.